Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Cuộc Sống Miền Tây của mình. Thì khoảng một tuần vừa qua thì Lâm không có làm tất cả các video clip của mình bởi vì là Lâm phải nhập hàng, mua hàng với lại giao hàng và có một chút xíu vấn đề về giọng nói của mình, nên Lâm không thể nào quay video clip cho các bạn xem được. Thì ngày hôm nay Lâm sẽ trở lại với các bạn bằng một món nước hoa của nhà Chanel mà Lâm đã bỏ quên nó trong quá khứ rất là lâu rồi. Đó chính là phiên bản Chanel Coco Elder Perfume. Một cái dòng khá là nổi tiếng và nó vốn dĩ tạo nên cái tên tuổi của nhà Chanel trước đây rồi. Hôm nay Lâm sẽ cho các bạn xem về cái mẫu hộp bên mình và cũng như cách đóng gói cái chai, cái kiểu chai và nó như thế nào. Thì song song với đó thì Chanel nổi tiếng bên cạnh Chanel No. 5, gọi là Chanel số 5 á, thì còn có Chanel Coco Made in Marseille, Chanel Coco Noise và Chanel Chance, tất cả 3 dòng, 4 dòng thì phải, 4 dòng Viver, Chanel Elder Tendy, Elder Phrase và Chanel Chanel Elder Perfume. Thì cái phiên bản Chanel Coco Elder Perfume này là một trong những cái dòng ra mắt rất là sớm rồi. Nó hình thành lên một cái xương sống cho cái hệ thống nước hoa của Chanel các bạn. Và đây là cái hạt trên tay của Lâm Chanel Coco ha. Thì cái sản phẩm bên mình á được nhập trực tiếp cho nên giờ vẫn còn cái chip code ha các bạn, còn cái chip code ha. Tuy nhiên có một số sản phẩm vẫn chưa có thì không vấn đề gì, thì tùy lô thôi, lô có hoặc lô không vấn đề gì hết. Và ở trên đây thì nó vẫn còn cái tem dán của nhà phân phối Marionos Paris ha các bạn. Đó, đây là mới hoàn toàn ha. Vậy Lâm bắt đầu khui hộp để các bạn xem bên trong nó như thế nào ha. Đây là bên trong ha. Cái kiểu chai này rất là đẹp, nó đẹp hơn Chanel No. 5 ở chỗ là cái kiểu này á, là một trong những cái dòng được làm phay nhiều nhất. Đây là một trong những cái dòng nước hoa mà khi mà các bạn đi ra chợ mua á, sẽ bị làm phay nhiều nhất các bạn chú ý nha. Làm sẽ mô tả những cái gì mà nó nổi bật nhất để cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn sẽ thấy cái vòi bên trong. Nếu mà các bạn thấy cái vòi bên trong này nè, khó thấy hơn là những cái phiên bản mà face, những cái chai phay á, thì cái vỏ bên trong là chúng ta dễ thấy lắm, vì nó vừa to mà nó vừa đục nữa. Còn cái phiên bản này thì nó trông gần như là trong suốt các bạn, chúng ta nhìn kỹ chúng ta mới thấy. Thêm một cái nữa, khi mà chúng ta nhìn xuyên thấu qua cái lớp chai á, chúng ta nhìn xuyên thấu á, thì qua cái lớp chai này sẽ có hàng chữ Chanel Paris. Các bạn xem đi. Đó, rõ ràng ha. Chúng ta đang đọc được cái chữ Chanel Coco ha các bạn. Và đọc thuận luôn nha, đọc thuận luôn. Cái nắp của nó thì rất là đẹp, cái nắp của nó hoàn toàn trong suốt và rất là nặng ha. Chúng ta cầm lên chúng ta cảm giác khá nặng, và khi mà chúng ta vừa đậy lại thì chúng ta sẽ nghe được một cái tiếng click rất là vui tai, rất là êm tai và tinh tế. Ở phía dưới này nè các bạn sẽ thấy nha, rất là đẹp. Nó cái nhìn trên xuyên suốt cái lớp chai phải không, chúng ta sẽ không thấy bất cứ một cái bong bóng nào, và chúng ta sẽ không thấy một cái vết xước hoặc một cái lỗi nào hết. Những cái thân chai hoàn toàn là bóng mượt và rất là smooth, rất là đẹp, và nó hoàn toàn rất là tinh tế luôn, người ta làm rất là kỹ. Và ở dưới đây nè, chỗ này nè, chúng ta có thông tin ha, Chanel Coco ha, và bên Lâm là được sản xuất tại Pháp nha bạn. Bên Chanel bên Lâm được bán là được sản xuất tại Pháp, có một số dòng của USA nữa, là nghĩa là của Mỹ nữa, thì chất lượng nó cũng tương đương thôi. Nhưng mà thì bản thân Lâm thì Lâm phải nói cho các bạn biết là bên mình chỉ bán hàng của Pháp rồi. Ở bên đây nè có logo Chanel ha các bạn, rất đẹp. Mùi này thì huyền thoại rồi. Cái mùi này thì vốn dĩ nó được sản xuất ra để dùng cho những cái quý cô, quý tộc tầm độ 4X hoặc là 5X sử dụng thì rất là thích hợp. Những cái doanh nhân thành đạt nó sẽ sử dụng cái mẫu này cũng rất là tốt luôn. Nghĩa là nó khá là phù hợp với những cái độ tuổi đó. Với lại là nó toát lên được một cái gì đó sang trọng nhưng mà có một sự đậm tính, trầm tính ở bên trong. Có cái nội lực ở bên trong chứ không phải là kiểu như bộc phát. Khi mà chúng ta vừa mới xịt ra thì những cái cô gái hoặc là những cái tuổi trẻ thanh niên á sẽ ồ lên là ồ cái mùi gì mà nó sexy quyến rũ quá, thì nó không phải như vậy, mà là một cái mùi trầm tĩnh, một cái mùi khá là nhu mì và ôn hòa ha các bạn. Thì theo mô tả của nhà sản xuất á, thì dòng mẫu nước hoa này lưu hương khá là tốt. Thì bản thân mình và mẹ của mình cũng đã sử dụng cái mẫu này qua thử rồi, thì độ lưu hương của nó đó là khoảng từ 8 đến 10 tiếng ha các bạn. Đó là trên bản thân của Lâm thôi ha. Còn nếu mà các bạn sử dụng xịt lên trên vải áo vải á, mà chúng ta máng lên á, thì có khả năng là nó sẽ lưu hương qua ngày hôm sau luôn ha các bạn.
Với lại một cái nữa là Lâm thấy cái này á, nó chỉ thích hợp cho những cái vùng nào mà có thời tiết lạnh, những cái thời tiết mát mát giống như là độ gần xuân như thế này ở miền Tây mình, thì nó mát mát như thế này thì sử dụng nó thích hơn, nó thích hơn. Còn nếu mà chúng ta sử dụng ở những cái nơi mà nắng nóng quanh năm hoặc là cát bụi quanh năm á, thì nó hơi nồng và nó hơi làm khó chịu những người xung quanh một chút, chỉ là một chút thôi. Còn nếu mà chúng ta xài hạn chế một chút thì vừa kinh tế vừa tiết kiệm mà lại vừa phù hợp nữa. Đây là một cái sản phẩm Lâm nghĩ là phù hợp với những cái lứa tuổi là 4X hoặc 5X, những cái người doanh nhân thành đạt, những cái người mà có cái cá tính trầm tĩnh và bình tĩnh ha các bạn, chứ nó không phải là sôi động sôi nổi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Thì một chút xíu nữa Lâm sẽ quay cho các bạn xem một số dòng nước hoa mà hôm nay Lâm phải giao cho khách, bởi vì giọng nói của Lâm có vấn đề cho nên không thể quay được video clip trong những ngày hôm qua. Rất là cảm ơn các bạn đã quay trở lại và sẽ ủng hộ Lâm. Thì như là Lâm đã hứa thì Lâm sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem những cái mẫu nước hoa mà Lâm kinh doanh, các bạn có một cái nguồn tham khảo đích tích thật ha. Các bạn hãy bấm nút like và subscribe cho kênh của mình. Nếu mà các bạn có quan tâm sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình qua hotline 0939010042 mà Lâm để bên đây. Cảm ơn các bạn.